Xin chào quý vị và các bạn, không khí lạnh có cường độ rất mạnh tác động duy trì rét sâu ở Bắc Bộ, nhiệt độ chênh lệch ngày đêm rất lớn. Ở Bắc Bộ trong đêm nay, mức nhiệt trên toàn khu vực vẫn duy trì trong khoảng từ 8 cho tới 11 độ, vùng núi phổ biến từ 5 đến 8 độ, vùng núi cao thấp hơn. Còn vào ban ngày trời lại nắng khô, nền nhiệt tăng nhanh lên ngưỡng từ 17 đến 20 độ. Ở Trung Bộ, người dân hầu khắp các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến tận Bình Định được cảm nhận cái rét, cho nên nhiệt tại đây cũng duy trì ở mức thấp, lại cộng với tác động của mưa nên càng làm gia tăng cảm giác rét buốt. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mức nhiệt ngày đêm trên này không nhiều và trời rét cả ngày. Còn với khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Định, nhiệt độ ngày mai cũng chỉ dao động trong khoảng từ 20 đến 22 độ. Với khu vực các tỉnh thành phố từ Phú Yên trở vào, mức nhiệt cao nhất ngày mai là từ 24 đến 28 độ. Không khí lạnh mạnh quét tràn xuống phía Nam cũng. Còn vào ban ngày nắng cũng giảm bớt về cường độ. Ngày mai nền nhiệt ở các khu vực giảm nhẹ, phổ biến trong khoảng từ 23 đến 25 độ ở các tỉnh thành cao nguyên và từ 29 đến 32 độ ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ khác. Trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh khắp các vùng biển từ ven bờ ra đến ngoài khơi bao gồm cả hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều đang duy trì gió đông bắc mạnh. Độ cao sóng biển ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi phổ biến từ 3 đến 5 mét, khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang là từ 2 đến 3,5 mét.